Thưa quý vị, đá vôi là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng nên không khó để thấy môi trường sống tại các khu dân cư có các nhà máy xi măng luôn luôn phải sống chung với ô nhiễm, khói bụi và tiếng ồn từ nhiều năm nay. Theo khảo sát, việc áp dụng các điều kiện quy chuẩn mới để giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy xi măng vẫn chưa được triển khai rốt ráo. Tường nứt nẻ, ẩm mốc. Ngôi nhà được gia đình bà Loan xây dựng từ năm 2016, sau 3 năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nó mình thì cứ tầm trưa 11 giờ trưa bắt đầu nổ, tầm tối người ta lại nổ lần nữa. Tôi đang nấu cơm mà còn giật mình gọi là bỏ cả cái đấy ra, cháu nó trên nhà nó khóc, thế là thấy chạy lên bế cháu nó khóc. Tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, hiện có hàng chục nhà máy xi măng và các công ty khai thác đá vôi. Do đó, đời sống của người dân nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng của khói bụi, tiếng ồn. Dựa trên tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm cũng đã lên kế hoạch di rời tổng số 625 hộ dân khu vực Tây Đáy. Cái bụi xả ra như vậy, toàn là như vậy là bụi cái lanh ke ấy, nó nghiền rồi nó bay bụi trần. Tôi nói cứ bình quân mỗi một ngày là trên trần thì tôi cái trần thì khoảng độ 8 mét vuông thôi. Là bình quân một ngày một đêm là khoảng độ 1 cân đến 1,5 cân, tiếng ồn rất lớn. Nói nhất là ban đêm, cái tiếng ồn nó gây như vậy là chấn động. Thực tế thì người già chúng tôi ban đêm như vậy là phải đút nút tai, bằng bông thì mới ngủ được, chứ còn nếu không thể nào ngủ được. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thanh tra về chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản, cụ thể là hoạt động sản xuất xi măng tại 8 tỉnh. Trong đó, Hà Nam đứng đầu danh sách với nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn. Để bảo vệ môi trường xung quanh khu vực nhà máy, một số đơn vị đã thực hiện các giải pháp như lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện, trồng cây xanh, thực hiện tưới nước dập bụi thường xuyên, hạn chế tối đa việc xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến môi trường. Hiện tại công ty về sản xuất thì có hệ thống lọc bụi tĩnh điện và lọc bụi túi để giảm thiểu tối thiểu cái bụi phát tán ra môi trường và gần như là không phát tán. Còn về cây xanh thì công ty đã trồng dải thảm là tổng hơn 5.000 m² dải thảm và hàng nghìn cây xanh trồng xung quanh nhà máy. Về quan trắc tự động thì công ty đã thực hiện lắp đặt xong và đang trong thời gian kiểm tra thử nghiệm. Thì mới sau khi ổn định thông số thì mới chuyển sang ra sở. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành tốt phương án bảo vệ môi trường, hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp, dây chuyền sản xuất lạc hậu, khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Theo quy định hiện nay, các nhà máy xi măng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để giám sát quá trình phát thải nước thải, khí thải, phải có hệ thống lọc bụi tĩnh điện để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, người dân khi có yêu cầu. Quy định đã có, nhưng chấp hành lại là việc khác. Khai thác vật liệu xây dựng, trong đó có chế biến đá, chế biến làm vật liệu xi măng, rồi thì là làm vôi, thì rõ ràng là không thể tránh được hại môi trường. Nhưng vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường để đảm bảo được một cái mức cái ngưỡng mà theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường là phải hết sức giáo diết. Trước hết các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm. Đề án bảo vệ môi trường khu vực Tây Đáy đã được thực hiện từ năm 2016, sau 3 năm đã được cải thiện. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đề án của các doanh nghiệp còn chậm trễ, vẫn khiến cuộc sống của người dân đứng ngồi không yên vì ô nhiễm.